tạp chí xã hội. Với mùa đầu tiên, Liên hoan phim Đông Dương tuy xa mà gần ra mắt khán giả với những bộ phim đến từ các nghệ sĩ của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, đưa người xem vào một hành trình điện ảnh dọc theo dòng sông Mekong. Tại Liên hoan phim được tổ chức bên cạnh dòng sông Mác, Liên hoan phim mong muốn quảng bá sự sáng tạo điện ảnh từ ba nước, đặc biệt là từ thế hệ làm phim trẻ. Trong sảnh rạp chiếu phim của Trung tâm Văn hóa La Ferme du Buisson, dòng người qua lại tấp nập cứ mỗi khi một bộ phim nào đó kết thúc và một bộ phim khác tiếp nối. Mọi người xếp hàng cho tới lượt kiểm tra chứng nhận tiêm chủng để vào phòng chiếu phim. Một cô vui vẻ khoe vé nói với nhân viên kiểm tra: "Đây là lần thứ tư tôi đến xem rồi đấy." Ngày sau đó là ông Ti Vinh, đã rời khỏi Lào, định cư tại Pháp từ 45 năm nay. Đây là lần đầu tiên ông xem một bộ phim bằng tiếng Lào trong một rạp chiếu phim ở Pháp. Khi nghe tin có liên hoan phim chiếu những bộ phim được sản xuất tại quê hương của mình, ông không bỏ lỡ cơ hội này. Ông xúc động nói: "Tôi rất vui mừng bởi vì tôi đã xem một bộ phim mà diễn viên nói tiếng Lào. Đã lâu lắm rồi tôi không được xem những bộ phim như vậy." Nằm ở vùng ngoại ô Paris của Pháp, tại Noisy, bên cạnh dòng sông Mạc, Trung tâm Văn hóa La Ferme du Buisson lần đầu tiên đăng cai tổ chức liên hoan phim Si Loin Si Proche, tạm dịch là Tuy Xa Mà Gần. Sự kiện nhằm tôn vinh tài năng và sự sáng tạo của những nghệ sĩ đến từ ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Trong vòng 4 ngày, từ ngày 27 đến 30 tháng Giêng năm nay, liên hoan giới thiệu hàng chục bộ phim ngắn, phim điện ảnh, phim tài liệu. Đa số đều chưa được ra mắt tại Pháp. Một số đạo diễn của các bộ phim trình chiếu cũng có mặt. Bên lề sự kiện, còn có các hoạt động như triển lãm về con người ở sông Mekong của nhiếp ảnh gia Lâm Đức Hiền, các hoạt động giải trí như múa lân, trình diễn, việc võ đạo, sông Mekong hòa vào dòng chảy của sông Mạc, tạo nên một cuộc gặp gỡ giữa ba nền điện ảnh, làm nên ngã ba văn hóa Đông Dương, Tuy Xa Mà Gần. Ý tưởng tổ chức liên hoan phim Đông Dương xuất phát từ một chuyến hợp tác với đoàn làm phim tại Lào của đạo diễn kiêm nhiếp ảnh gia Nagakyo Kosan cách nay vài năm. Với tư cách là giám đốc nghệ thuật của liên hoan phim, ông Nagakyo Kosan thường xuyên làm việc tại Campuchia, Lào và Việt Nam. Ông có cái nhìn tổng thể về thực trạng sáng tạo điện ảnh ở những quốc gia này. Ông giải thích thêm: "Je produisais un film au Laos et j'ai tourné le film là-bas, dont en fait je commence à connaître les conditions de tournage au Laos." Trong quá trình làm phim, tôi bắt đầu hiểu được các điều kiện mà đoàn làm phim phải tuân theo. Họ bị kiểm duyệt hoàn toàn. Các đạo diễn bắt buộc phải nộp kịch bản cho Ủy ban Điện ảnh Lào xem trước. Ủy ban sẽ đưa ra quyết định có được phép sản xuất hay không. Lúc đó, đoàn làm phim của chúng tôi đã nhận được đồng thuận, nhưng Ủy ban Điện ảnh đã cử người đến có mặt tại tất cả các buổi quay phim. Người này đến để giám sát chúng tôi. Sau vụ việc này, tôi thấy rằng những đạo diễn trẻ Lào, họ vẫn thể hiện được những điều mà họ muốn nói qua phim của họ bằng cách đi đường vòng. Và cũng chính bởi vậy mà họ đã thành công sáng tạo ra một loại ngôn ngữ khác, vượt qua hàng rào kiểm duyệt. Việc kết nối điện ảnh của ba nước với nhau là vì cả ba đều chia sẻ một trang sử chung với Pháp. Trang sử chung này cũng được chia sẻ với khu vực Seine-et-Marne mà Trung tâm Văn hóa La Ferme du Buisson đặt trụ sở. Sau khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt, phía Đông Paris là một trong những địa điểm tiếp nhận di dân từ Đông Dương. Cộng đồng di dân dần lớn mạnh tại những thành phố như Torcy, Noisy, Lognes, Noisy-le-Grand, kéo theo đó là các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao, phục vụ cộng đồng này. Ý tưởng của ông Naga nhằm quảng bá, tạo chỗ đứng, đặc biệt là cho những đạo diễn trẻ mới nổi của điện ảnh ba nước Đông Dương, ngay lập tức đã thuyết phục được giám đốc Trung tâm Văn hóa La Ferme du Buisson, ông Dominique Toula, đồng tham gia tổ chức liên hoan phim. Il y a beaucoup de familles, de personnes qui sont originaires du Cambodge, du Laos et du Vietnam, c'est la plus importante. Cộng đồng người đến từ ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia tại đây là cộng đồng Đông Dương lớn nhất ở Pháp. Họ thường xuyên đến sinh hoạt tại trung tâm văn hóa và chúng tôi rất quan tâm đến nghệ thuật và sáng tạo của ba nước này. Chúng tôi cũng hiểu rằng rất nhiều phim không được trình chiếu ở rạp tại Pháp. Chúng ta có thể xem những phim được sản xuất từ ba nước này ở các liên hoan phim nhưng rất khó để có thể đưa vào rạp của Pháp. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn tạo đối thoại giữa những bộ phim. Chúng tôi đặt cược vào những khán giả, những người có mối liên hệ nào đó, có thể là cá nhân hay gia đình với ba nước này, và cả vào những người không có liên hệ gì nhưng họ muốn đến tham gia vào một cuộc gặp gỡ với điện ảnh, đến để khám phá phim. Họ có thể yêu thích cũng như chán ghét một số bộ phim. Họ cũng có thể thấy hào hứng với một số phim nhưng lại thấy tức giận với một số khác. Theo tôi, đó chính là nguyên lý hoạt động của một liên hoan phim, chính là việc tạo đối thoại giữa các bộ phim. Chúng tôi đặt tên cho liên hoan phim là Vừa Gần Vừa Xa,
giống như cuộc đối thoại giữa ở đây và ở đó, giữa hiện tại và một thời điểm nào khác, mà thực ra nơi đó không xa đến thế. Về tiêu chí chọn lựa phim được chiếu tại liên hoan, ban tổ chức cho biết cố gắng tạo cân bằng về số lượng của các phim giữa ba quốc gia. Tuy nhiên, điều này không dễ dàng gì bởi mỗi một quốc gia mang một màu sắc điện ảnh của riêng mình. Thêm vào đó, điện ảnh Việt Nam lâu đời hơn, có nhiều phim được sản xuất nên có nhiều lựa chọn hơn so với hai quốc gia còn lại. Liên hoan phim tuy xa mà gần, giới thiệu những cái tên quen thuộc như Trần Anh Hùng, Lâm Lê hay những đạo diễn mới nổi như Trịnh Đinh Lê Minh hay Trần Thanh Huy. Điện ảnh Lào ra đời muộn hơn và chủ yếu xoay quanh hai thể loại: phim kinh dị với bộ phim nổi bật do Machado làm tiên phong và điện ảnh làn sóng mới qua tác phẩm của Anise Keola bằng việc phân định ranh giới với các bộ phim hành động cũ, nhất là các tác phẩm mang tính tuyên truyền. Đối với điện ảnh Campuchia, người ta biết đến các bộ phim của đạo diễn kỳ cựu Riti Panh kể về những nỗi đau chiến tranh, chấn thương tâm lý, những tội ác mà chế độ Khmer Đỏ gây ra như bộ phim The Missing Picture hay Igadiet. Ban tổ chức mong muốn đưa ra một cái nhìn toàn cảnh cho mỗi nền điện ảnh. Đồng tổ chức Liên hoan phim Đông Dương tuy xa mà gần, ông Dominic Tula cho biết thêm. Chúng tôi giới thiệu những bộ phim đã gặt hái nhiều thành công tại nước sở tại và những bộ phim với sự đa dạng về thể loại cũng như đạo diễn. Ví dụ như phim Thưa Mẹ Con Đi, bộ phim này đã làm cháy vé nhiều rạp chiếu phim ở Việt Nam nhưng lại không chiếu ở Pháp. Hay bộ phim Vị của đạo diễn Lê Bảo bị cấm chiếu ở Việt Nam. Hai thái cực như vậy ảnh hưởng đến lựa chọn của chúng tôi. Có thể nói đó là những lựa chọn cá nhân. Nhưng nhìn chung những chủ đề mà chúng tôi lựa chọn từ cả ba quốc gia thường nói về những mối quan hệ như quan hệ của các nước đối với Trung Quốc, quan hệ giữa đời sống thành thị và nông thôn hay về giới trẻ. Chúng tôi rất quan tâm đến những chủ đề liên quan đến thế hệ trẻ tại các nước này. Tại liên hoan phim, một số khán giả ngần ngại đề cập đến từ phim Đông Dương hay Indochine bằng tiếng Pháp mà thay bằng phim Đông Nam Á. Vì theo họ, Đông Dương mang một nghĩa tiêu cực vì ám chỉ đến việc Pháp đã gộp ba nước riêng biệt thành một khối dưới thời thuộc địa. Việc hội tụ điện ảnh của ba nước Đông Dương cũ tại một liên hoan phim diễn ra tại Pháp, ông Dominic Tula nhấn mạnh rằng đây không phải là một liên hoan phim để hối tiếc quá khứ thuộc địa của Pháp, mà đúng hơn là để nói đến những mối quan hệ của hiện tại. Những mối liên hệ này có thể thúc đẩy sự sáng tạo nghệ thuật qua các bộ phim. Trước mỗi buổi chiếu phim, Naga hoặc Dominic cùng với một số đạo diễn có mặt tại liên hoan giới thiệu về bộ phim sắp chiếu. Do tình hình dịch bệnh nên nhiều đạo diễn vắng mặt. Đạo diễn Lê Lâm được biết đến là một trong những đạo diễn người Việt đầu tiên được liên hoan phim Cannes lựa chọn qua bộ phim Long Vân Khánh Hội. Đến với liên hoan phim Đông Dương tuy xa mà gần, ông Lê Lâm thay mặt các đạo diễn của những bộ phim Việt Nam được trình chiếu tại liên hoan giới thiệu bối cảnh xã hội của từng bộ phim. Ông cho biết: trước khi chiếu thì tôi giới thiệu cho khán giả về khán giả Pháp để họ hiểu hết cái vấn đề phim Việt Nam vì sao này nọ đó. Chẳng hạn như tôi lấy cái câu chuyện của phim Sông Lan mà họ không hiểu cái câu chuyện cổ tích Mỹ Châu Trọng Thủy đó thì họ không thể sao mà hiểu một cái tầm thứ hiểu hết cái câu chuyện của phim Sông Lan. Thì sáng nay tôi bắt đầu giới thiệu cái đó thì họ rất quý rồi. Nhờ cái đó mà họ hiểu được cái chiều sâu của cái phim Sông Lan. Thì tôi tiếp tục chiều nay, tối nay thì cái phim Vị thì tôi cũng lại giới thiệu phim Vị nữa. Nhất là phim Vị có cái vấn đề là đã bị cấm chiếu ở Việt Nam. Quay trở lại với liên hoan phim Đông Dương tuy xa mà gần, giám đốc nghệ thuật Naga Kyoko-san cho biết không muốn thiết lập một hệ thống giải thưởng như các liên hoan phim thường làm. Vì đối với ban tổ chức, tuy xa mà gần giống như một cuộc giao lưu điện ảnh của các nghệ sĩ đến từ Đông Dương. Tại mùa đầu tiên này, ban tổ chức trước mắt không muốn tạo ra một sự cạnh tranh nào cả, nhưng rất có thể sẽ tính đến việc trao giải vào các mùa tiếp theo. Sau 4 ngày công chiếu, liên hoan phim Tuy Xa Mà Gần đã thu hút được gần 2.000 khán giả. Có thể nói đây là một thành công bước đầu. Mở ra các mùa tiếp theo, ban tổ chức cho biết đã lên lịch cho liên hoan vào cuối tháng Giêng năm 2023, vào dịp trước lễ Tết Nguyên đán.